Và tiếp theo ngay sau đây thì chúng ta cũng sẽ gặp gỡ với một vị thính giả. Alo ạ. Alo. Vâng ạ. Cô chào cháu, cháu cho cô gặp bác sĩ một tí có được không ạ? Dạ vâng ạ, bác sĩ của chương trình đang nghe đây ạ, xin mời cô ạ. Alo, em chào bác sĩ ạ. Vâng, chào bạn. Bác sĩ ơi, em ở trong Sài Gòn thì em trông cháu ngoại, cháu ngoại nhà em thì nó bị đi khám thì người ta bảo là bị viêm bi đan ấy bác sĩ, mà cháu bị khản tiếng mấy tháng nay rồi mà uống thuốc cứ để cái thứ cháu không đỡ, thì bây giờ bác sĩ họ bảo là cháu đi nạo thì cháu mới có 6 tuổi thì cháu có nạo được không ạ? Hoặc là cháu uống thuốc gì cho nó khỏi khan tiếng ạ? Vâng ạ. Vâng. À, bạn thân mến, cháu nhà mình thì là thường xuyên ấy, thì là nó bị viêm họng, thì bác sĩ đã khám rồi, bác sĩ tư vấn cho bạn là nên nạo với A được thì nạo được bạn ạ nhé. Đấy. Vâng ạ. Thế thì nạo được thôi. Thế còn bé bị khàn tiếng đúng không? Dạ vâng. Thế thì nên đi khám và thanh quản nữa, xem là dây thanh tại sao nó khàn tiếng. Và khuyên bé là hét vừa vừa thôi nhá. Dạ vâng, đúng rồi, cháu đi học mẫu giáo cháu hét tợn lắm mà cháu cứ khàn tiếng, mà em sốt ruột quá và bố mẹ cháu thì cứ mãi đi làm ấy mà không có chịu đưa cháu đi khám liên tục, cho nên là em cũng cứ sốt ruột. Ừ, thế nhá. Dạ vâng, dạ vâng. Vâng. Vâng ạ, rất là cảm ơn vị thính giả. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ.